mọi người nha. Hôm nay thì mình lại có clip cho các bạn coi đây. Thì mình vừa mới ra ngoài cửa nè, các bạn shipper tới giao hàng cho mình nha. Đây, đây cục hàng mình mới đặt, mọi người shipper tới đây. Đó, là mình gọi lại có clip cho các bạn coi đây các bạn. Đây nha, đó, cục hàng này. Đó, các bạn thấy chưa? Đây mình kê lớn luôn, rồi cục hàng là nhiều nha. Mình có clip cho coi luôn. Đó, bạn thấy chưa? 6.7 triệu nha. Đó, này kia lớn luôn. Đó, một cục hàng lớn luôn nè các bạn. Đó. Đó. Này cục hàng lớn luôn. Thì mình sẽ review về cục hàng này nha. Và các bạn hãy theo mình để vô nhà. Để mình mở cái gói hàng đây nha, xem có gì bên trong đó nha các bạn. Rồi, các bạn hãy theo mình vô trong nhà nha. Ok, mình cùng các bạn tiến hành mở cái cục hàng này ra nha các bạn. Đây, bóc tem luôn các bạn. Đây, mình không chì luôn nè các bạn. Đây, coi có gì bên trong rồi nha. Sẽ có nhiều món điện thoại Nokia để mình review cho các bạn coi đó các bạn. Mở đây ra nha, mở đây ra nha các bạn. Wow, khá là to luôn các bạn. Mình cũng không biết mình mua nhiều thứ ở cái cục hàng này lắm. Mình sẽ mở ra cho các bạn cùng coi luôn nha. Các bạn nào mà có yêu thích mình á, mà mê cái dòng điện thoại cổ mà yêu thích mình á, thì cho mình xin một like và một chia sẻ nha các bạn. Và nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha, để mình có động lực để tìm và kiếm mua những cái mặt hàng như này này, những cái dòng máy điện thoại cổ thì mình review cho bạn coi nha các bạn. Đây đó, đó. Đây đây là các bạn, đó, nó còn phun bắp nè các bạn. Và giấy, giấy đẹp, chống sóc các bạn. Đây, chống sóc, chụp qua bên nha. Đây, đây Nokia C3. Con này thì trước mình có review qua một lần rồi. Các bạn có thể tìm kiếm những cái video dưới mình review á. Nhưng mà trước là con màu đen, là bây giờ mình đây là con màu bạc nha các bạn. Đó. Ở đây mình đã có cái clip làm về review về con máy nha các bạn. Tìm lại phía dưới này để coi nha các bạn. Đây, tiếp theo là một con Nokia full box L8. Đó, con này cảm ứng nè các bạn, chụp hình lắp xe nông đó các bạn. Đây. Đó. Cái clip này thì mình review về những con máy mình mua nha, full hộp kiểm tra để xem có những gì thôi nha các bạn. Còn review về chi tiết con máy á, thì mình sẽ có cái clip về từng con nha. Đó, các bạn nào mà có theo dõi mình đó thì nhớ bấm bật thông báo chuông lên nha các bạn, để mình ra những cái clip về những con máy này nè, các bạn có thể được thông báo để xem coi những con máy này nó đọc lại như thế nào nha các bạn. Đó. Đây. Đây, review. Con này là Nokia 6230 thường, không có y nha các bạn. Đây, mình coi cái email của nó coi. Đây. Nokia 6230 không có y nè các bạn. Đây, mời nhà mạng Vodafone luôn nha các bạn. Hộp đỏ này, các bạn thấy hộp đẹp không? Chi tiết về từng con máy thì mình sẽ có một clip review riêng nha các bạn. Còn các bạn nào mà yêu thích mình, mà có muốn mình hướng dẫn về các bung mở từng con máy này luôn á, thì xem coi bên trong con máy này có cái gì luôn á. Phía dưới nha các bạn. Các bạn muốn mình tìm kiếm con nào là bung mở máy, con nào hướng dẫn các bạn làm những gì ấy, thì các bạn cứ bình luận phía dưới để cho mình biết thêm những các ý tưởng của bạn nha các bạn. Đây, tiếp theo đây là con Nokia 6003. Đây nhà mạng Orange nè các bạn. Orange cam nè các bạn. Email nè, Nokia nè các bạn thấy chưa? Email nó nè, đó. Đây. Nokia
6.3 huyền thoại đó các bạn, mỏng gọn nhỏ gọn. Con này thì hồi trước lúc mới ra mắt là 3.000.000 á, mình nhớ là như vậy, mà mình không có tiền mà mình sử dụng đâu, sưu tầm đâu. Mà hồi xưa mà các anh em nào bán từng sản con này thì bình luận mình biết phía dưới nha các bạn. Con này hồi xưa khá là nhiều người xài luôn, mà hồi trước thì mình lại không có tiền mua những con này để sử dụng đâu, nhìn chỉ biết mê thôi các bạn. Rồi tiếp theo con hộp nhỏ nhỏ xinh xinh 1112 đó. Cái clip trước thì mình có hướng dẫn các bạn lên lóc con này rồi đó các bạn, mở mạng á, châu Âu nè, UK nè, mở mạng trên web miễn phí đó các bạn. Thì các bạn xem lại những cái clip đó nếu mà muốn unlock nha các bạn. Còn con này cái lúc đó thì mình mua con máy lẻ thôi, thì hôm nay thì mình sẽ mua một con full box luôn nè. Đó, đây con máy con full box luôn, sưu tầm full box luôn các bạn, con máy lẻ luôn. Đó, cho anh em là thích full box nha các bạn, mình sẽ làm clip cho anh em là thích full box xem trong full box có gì, máy riêng như thế nào nha các bạn. Đó, tiếp theo nữa thì mình lấy ra một con 3200 Nokia 3200 các bạn, nhà mạng O2 UK nè, nó có ghi thông số nhà mạng trên mấy hộp luôn nè các bạn, mấy em không qua đi châu Âu nha. Đó, tem A, tem B, tem C này là những cái tem dán vô bảo hành đó các bạn, bảo hành lúc xưa mà dán vô những cái họ bảo hành đó. Đây, sơ review sơ qua con máy thôi nha, đó giới thiệu các bạn thấy khá là có cái hộp các bạn, màu sắc với cái mặt con máy hộp này khá là hài hòa với nhau luôn đó. Màu sắc đẹp không các bạn. Rồi thì mình sẽ có cái clip review về từng con máy luôn nha, có thể là bung mở con máy luôn luôn, nếu các bạn thích các bạn cứ bình luận phía dưới xem coi bên trong con máy mà bung mở ra trong máy nó sẽ có những gì nha, về máy gì, máy vỏ gì, vỏ lô này nọ luôn nha các bạn. Đây rồi, cái hộp này thì hết rồi các bạn, thì mình có khui ra được như đây các bạn, mình để lên bàn các bạn coi luôn nha. Đó, đây những con máy mà mình em thấy chưa, đây các bạn coi kỹ lại. Đó, 36 hộp nha, 6 con full móc. Rồi thì ok các bạn, thì nay mình cũng làm clip nhận hàng và khui mở hàng cho các bạn coi luôn nha, trực tiếp là mình mua toàn bộ, là mình bỏ tiền ra mình mua hết nha các bạn. Đó rồi, các bạn nào mà có yêu thích mình á thì cho mình xin một like, một chia sẻ nha, và nhớ bạn nào chưa đăng ký kênh á thì nhớ bấm đăng ký kênh phía dưới này để ủng hộ mình ra những cái clip chi tiết về những con máy này hơn nha. Bạn nào mà muốn mua mở máy hoặc là nhu cầu nào mà mua những cái dòng máy khác nữa và cổ độc lạ khác á, đó thì các bạn cứ bình luận phía dưới cho mình biết để mình làm thực hiện theo cái ý tưởng của các bạn nha, những về những con máy các bạn mong muốn nha các bạn. Rồi cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều, mình xin kết thúc clip tại đây nha các bạn. Rồi những về cái clip về những con máy này thì mình sẽ làm về từng con và sẽ gửi đến cho các bạn sau nha, các bạn nhớ bấm thông báo nha các bạn. Rồi bye bye, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái clip tiếp theo nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi rất nhiều, bye bye, hẹn gặp lại tất cả các bạn nha.